thì thực sự là cán bộ giáo viên nhân viên trường Đại học Cao đẳng Bắc rất là xúc động trước sự đón tiếp rất nhiệt tình của cán bộ tập thể của trường tiểu học thị trấn Tô Hạ. Một lần nữa là tập thể trường xin trân trọng cảm ơn. Thì như thầy Đoàn nói thì đúng ra là chúng tôi ở lại, nhưng mà các thầy như thầy cũng nói đó, thứ bảy máu chảy về tim trong bộ đội nhiều, và máu chảy về tim đây cũng có đồng chí hiệu trưởng của quý thầy cô nữa, đó là thầy Lê Hải Đoàn, cũng muốn về nếu không phải là đủ thừa cho các thành bắt. Thì mong rằng là buổi gặp mặt giao lưu hôm nay là mãi mãi về sau là hai trường và sẽ có tiếp tục một trường, như là thầy nói đó là trường của tiểu học Cam Hòa Một, thầy Phan Xuân Huy đã chuyển công tác về trường tiểu học Cam Hòa Một, thì tiếp tục kết nối và kết nối nhiều và nhiều hơn nữa, thân thiện và thân thiện, đoàn kết và đoàn kết hơn nữa đối với hai và ba trường Khánh Sơn, Cam Lâm, Mãi Định. Hôm nay đến với trường thì tiểu học Cam Thành Bắc cũng có món quà nho nhỏ kỷ niệm về trường tiểu học thị trấn Tô Hạ, Khánh Sơn. Xin mời thầy Lê Hải Đoàn đại diện trường lên đón nhận, và sau đó mời luôn hai hiệu phó và chủ tịch công đoàn trường lên vui quà tại chỗ luôn. Trước hết là mời hiệu trưởng lên đón nhận ạ. Xin mượn cái kéo. Mời thầy Đoàn, giờ thầy Đoàn là mời thầy Đoàn, hai hiệu phó và cô chủ tịch công đoàn. Tám người. Tám người thì không nhỏ. Một người ở trường Cam Thành Bắc và một người ở trường Tô Hạ. Và cũng có một kỷ niệm nhỏ, thì như anh Đoàn giới thiệu là trường là đa số chồng của các thầy cô là bộ đội, và trường cũng có một kỷ niệm nhỏ đó là mang từ trường xa
về hai cây bàn trường sa, kỷ niệm về trường, hai cây bàn trường sa và một cây bàn Singapore. Cũng mời thầy Lê Hải Đoàn đón nhận. Đó là tấm lòng và tấm chân tình của tiểu học Cam Thành Bắc gửi đến thị trấn của Hạ Thanh Sơn. Và một lần nữa xin kính chúc thầy Đoàn, tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên của trường luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đón chào một năm học mới 2023-2024 tràn đầy năng lượng và thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Đi về trường tiểu học Cam Hòa Một, cách thị trấn Đức khoảng 7 cây số, đi về Bắc. Như vậy thì từ 15/8 tôi đã về công tác ở đơn vị mới. Nhưng hôm nay rất vinh dự có mặt ở đây, điều đó làm cho tôi cảm thấy xúc động, giống như là nghẹn trong lòng, không nói nên lời. Bởi vì trước đây ba trường giao lưu kết nghĩa để lại những cái ấn tượng sâu sắc, nhưng hôm nay thì chỉ có mình tôi thì không có gì hơn. Thì cá nhân tôi muốn gửi một món quà kỷ niệm để lại đối với trường tiểu học Vô Hạn. Xin mời thầy Đoàn đại diện. Tôi mong muốn nữa là dù là tôi đi về đơn vị mới, nhưng tôi mong muốn Tô Hàn và Cam Thành Bắc cho Cam Hòa Một kết nối cùng hai trường được không ạ? Xin cảm ơn. Cuối cùng bản thân tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tiểu học Cam Bắc và Cô Hà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm học mới. Chúng ta rất là xúc động rồi. Thế thì kính thưa quý thầy cô giáo, thì cũng lần này năm ngoái đó thì chúng ta có mặt đầy đủ ba trường. Tuy nhiên thì theo các cán bộ đó, thì thầy Duy đã phát biểu đó. Thế thì chúng tôi rất là trân trọng cái tình cảm mà cá nhân thầy Huy đã gửi đến cho tất cả các thầy cô giáo ở trường tiểu học Cam Hòa. Thế thì theo tôi nghĩ rằng thì các trường tiểu học Cam Thành Bắc cũng sẽ rất quý thôi. Thế thì hy vọng rằng lò đề sang năm thì sẽ có thêm một thành viên mới, đó là trường tiểu học Cam Hòa Một.
các thầy cô giáo ở trường tiểu học Tam Đảo sẽ cùng với lại chúng ta ngồi đây để có những cái bắt tay, có những cái chia sẻ tình cảm trong cái dịp mà chúng ta chuẩn bị cho năm học mới, đó là vào dịp hè. Thì với đặc thù cả giáo dục thì chúng ta chỉ có những cái buổi gặp gỡ và chủ yếu là trong hè thôi. Thế thì hy vọng rằng là lần này sang năm thì chúng ta có sự kết nối thêm, đó là trường tiểu học Hòa Một. Và cũng rất mong rằng là thầy Huy sẽ có những tạo điều kiện tốt nhất để cho trường tiểu học Cao Hòa Một được kết nối với lại trường tiểu học Tam Thành Bắc và trường tiểu học thị trấn Tô Hẹp để có những cái chia sẻ tình cảm với nhau cho nó đông vui và gắn kết hơn. Thế thì tiếp theo chương trình thì như lúc đầu tôi giới thiệu đó, thì mời quý thầy cô thưởng thức trái cây Kim Sơn và mời các thành viên trong chi đoàn đó, chúng ta sẽ tổ chức một số các cái hoạt động giao lưu trong buổi sáng hôm nay. Thì theo chương trình thì chúng ta tranh thủ thời gian rồi sau đó chúng ta di chuyển về các đội bộ. Xin mời quý thầy cô. Các thầy cô nhé, các trường ạ. Các thầy cô ngồi tại chỗ mình đó.